Xin kính chào quý vị và các bạn. Minh Hải miền Đông hôm nay tiếp tục quay trở lại để gửi tới các bạn với một câu chuyện. Và câu chuyện như thế này: con trai chết oan, đêm về báo mộng, nhờ mẹ kêu oan. Và câu chuyện này mang một tính cách có một chút duy tâm ở trong đó. Mong cô chú anh chị lắng nghe, bình luận và chia sẻ về câu chuyện này. Trước khi vào câu chuyện, tôi chúc cho mọi người luôn luôn bình an, vui khỏe, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Và sau đây, kính mời quý vị cùng các bạn lắng nghe theo dõi chi tiết về câu chuyện này. Con trai đột ngột qua đời hơn một năm. Gia đình bà Nguyễn Thị Nhung ở là phường Châu Văn Liêm, thành phố Cần Thơ không ngày nào nguôi nỗi mất mát. Vốn sẵn nghi vấn lại thêm giấc mơ lạ khiến gia đình bà Nhung đứng ngồi không yên. Ai cũng mong được quật mồ khám nghiệm pháp y lần hai để tìm câu trả lời cho mối nghi ngờ. 76 tuổi, sức khỏe mỗi ngày mỗi suy yếu. Nhưng hơn một năm qua, kể từ khi người con trai bất ngờ qua đời, bà Nguyễn Thị Nhung không có nổi một ngày ngủ ngon. Ngày nào bà cũng buồn bã, băn khoăn, ngờ vực về cái chết của con. Theo lời kể của người mẹ, sự việc xảy ra vào một buổi tối. Khi đó con trai bà là Lê Thanh Liêm, sinh năm 1962, đi làm trở về nhà. Tới ngõ, nó núp vào bụi chuối giả vờ làm ăn trộm. Nó làm vậy là muốn gia đình cảnh giác hơn, bởi đêm hôm trước nhà mất trộm con gà. À nhẹ, đứa cháu trai tưởng trộm thật, mới chọi hòn đá nhỏ trúng đầu cậu, khiến thằng Liêm bị tẩy da đầu. Khoảng 4:30 ngày hôm sau, con tôi đi nhậu cùng hai người nữa là Việt, Hoàng ở hàng xóm. Nhậu đến 8:00 sáng tại vườn cam nhà ông Việt thì Hoàng đi về. Việt và con tôi ngủ tại đó. Đến 10:00 ông Việt thức giấc rời khỏi vườn. Con tôi vẫn ngủ lại. Tới 17:00 chiều ông Việt quay lại vườn thì phát hiện con tôi chết nên báo cho gia đình tôi. Bà Nhung kể như vậy. Bà Nhung và một số người thân đều khẳng định cái chết của ông Liêm có nhiều dấu hiệu bất thường. Sẵn có nghi ngờ và quá nhớ thương con, không ngày nào người mẹ không nghĩ về đứa con. Bà lão xúc động kể, sau khi con tôi chết được khoảng 4-5 tháng, tôi nằm mơ thấy con hai lần. Lần nào nó cũng nói bị chết oan, kêu khổ, cho nên nhà tôi càng nghi ngờ. Qua lời kể, lúc sinh thời người con xấu số của bà vốn là một thợ cơ khí. Ông Liêm cao lớn, hiền lành nhưng lại nhút nhát. Chuyện tình cảm của ông gặp nhiều trắc trở nên người đàn ông quyết định sống độc thân. Trước khi qua đời, ông Liêm sinh sống trong căn chòi nhỏ dựng trên mảnh vườn của gia đình. Chưa nhận được kết luận của điều tra, em trai của ông Liêm cho biết 7 tháng trước gia đình có liên hệ với các cơ quan chức năng để tìm câu trả lời về cái chết của người thân, nhưng rồi vẫn phải chờ đợi. Đến ngày giỗ đầu, ông Liêm vẫn chưa nhận được câu trả lời từ cơ quan điều tra. Sau đó, vì nghi ngờ ông Liêm bị sát hại, bởi thời điểm trước khi ông Liêm chết ít lâu, ông có mâu thuẫn với một người ở địa phương và bị chửi, mắng, dọa dẫm nên gia đình làm đơn tới viện kiểm sát. Vào ngày 13 tháng 5 năm 2015, Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có công văn số 346 trả lời gia đình thông báo. Quá trình cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Cần Thơ có thành lập đoàn khám nghiệm tử thi. Bản kết luận giám định kết luận nạn nhân tử vong do choáng sau viêm cơ tim. Bản kết luận kiểm nghiệm độc chất không tìm thấy độc chất thường gặp. Công văn trên còn cho biết, trên cơ sở xác minh điều tra thu nhập chứng cứ,
cơ quan công an xác định nguyên nhân chết của ông Liêm là do bệnh lý, không có dấu hiệu tội phạm nên đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vào ngày 13 tháng 8 năm 2014 theo quy định tại Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Thế nhưng, người thân của ông Liêm lại khẳng định chưa nhận được thông báo từ cơ quan điều tra nên vẫn rất là nghi ngờ. Trước khi anh tôi chết, anh tôi vốn ưa ca hát, ở cạnh nhà có người không ưa anh tôi ca, thấy bực bội đã nhiều lần mắng anh tôi, còn đe dọa đánh. Trùng hợp là thời điểm xảy ra mâu thuẫn thì anh tôi chết bất thường trong vườn cam nhà hàng xóm. Khi chết trên thi thể cũng có nhiều dấu hiệu bất thường. Thử hỏi như vậy, làm sao nhà tôi lại không nghi ngờ được chứ? Ông Lê Văn Sữa, 41 tuổi, em trai ông Liêm nói như vậy. Và mong được quật mổ khám nghiệm lại. Quay trở lại khoảng 22 giờ ngày 19 tháng 4, thi thể ông Liêm được khám nghiệm pháp y ngay tại nhà. Nhiều người thân của ông Liêm khẳng định ban đầu khi cơ quan chức năng đề nghị khám nghiệm pháp y, gia đình tôi đã không đồng ý bởi nghĩ đơn giản ông Liêm chết do say xỉn, nằm ngủ ở vườn mà trúng gió. Thế nhưng bác sĩ pháp y nghi vấn cái chết của ông Liêm bất thường nên gia đình mới thuận ý để khám nghiệm. Người nhà khẳng định sau khi khám nghiệm pháp y, cán bộ pháp y có đọc thông báo sơ bộ trên thi thể ông Liêm có vết là vết bầm, vết ngang lưng, bầm ở tai, cổ, hai rễ xương sườn bị dập. Đến thời điểm hiện tại, gia đình không được biết những dấu hiệu bất thường đó có phải do ngoại lực tác động gây ra hay do nguyên nhân gì. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hữu Phúc, sinh năm 1968, hàng xóm của ông Liêm, là người đỡ đầu nạn nhân khi khám nghiệm cho hay phần cổ ông Liêm mềm ẻo, lìa lặc như bị gãy xương, trong khi toàn thân ông cứng. Tôi cứ thắc mắc hoài vì sao lại có dấu hiệu bất thường đó. Ông Phúc nhận định, sự ngờ vực càng tăng lên khi ông Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1956, ngụ cùng khu vực, là người nhậu cùng và cũng là người phát hiện ông Liêm tử vong, cũng nêu ra nhiều dấu hiệu bất thường. Theo như lời kể, khi chết người xấu số mặc áo sơ mi màu kem, nằm chết cách vị trí nằm ngủ khoảng 10 mét, chết trong tư thế mặt ngửa lên trời, mắt trợn ngược, chân phải duỗi thẳng, chân trái co gối, hai tay chọi, các ngón tay khum lại như tư thế đỡ nắm vật gì đó. Ở miệng ông Liêm có nước miếng chảy ra. 17 giờ chiều tôi quay lại vườn thấy ông Liêm nằm cách xa chỗ ngủ cả chục mét. Tôi lại gần thì thấy tư thế nằm cứng đơ, lay gọi không thấy, thưa là biết chuyện xảy ra, chuyện chẳng lành nên hô hoán bà con hàng xóm biết. Mọi người kéo ra thì chắc chắn ông Liêm chết rồi. Người thân ông Liêm tới thấy cảnh đó thì bàng hoàng, vội chạy đi trình báo chính quyền địa phương, công an, nhân chứng nhớ lại. Cũng ngờ vực về cái chết của bạn nhậu, chủ vườn cam hiện trường xảy ra sự việc, phân tích thêm thông tin. Hồi đó tôi mới trồng cam, cây cam còn nhỏ, các ụ đất cao lắm, có vườn cũng ít mọc. Ông Liêm nằm chết rất là kỳ lạ, tư thế như thể đang chống đỡ điều gì đó. Vị trí nằm chết cách nơi nằm ngủ khoảng 10 mét là điều bất thường, chắc chắn phải có ẩn khúc gì đây, ông Việt nhận xét. Chị gái của nạn nhân cũng bày tỏ sự nghi ngờ. Sau khi khám nghiệm rõ ràng, tai chúng tôi nghe bác sĩ có đọc trên người em tôi có hai chiếc sườn bị dập, cổ bầm, lưng có vết bầm phát ngang, không hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra mà gây ra những vết bầm đó. Người chị giải bày, về phần bà Nhung, suốt mấy tháng qua từ khi nằm mơ thấy con, bà lão mất ăn mất ngủ, người mẹ và những người anh em của ông Liêm đều tha thiết mong muốn được quật mổ khám nghiệm pháp y lần thứ hai để làm rõ hơn, giải tỏa những nghi vực của gia đình về cái chết đột ngột của người thân. Không ngày nào tôi không nghĩ về con. Nhà tôi mong muốn sự việc càng sáng tỏ bao nhiêu thì chúng tôi mới có thể thanh thản được. Nên dù rất đau lòng, tôi tha thiết đề nghị quật mộ con tôi khám nghiệm lần nữa xem nguyên nhân có như vậy thực hư không, bà cụ buồn bã nói như vậy. Vâng, thưa các bạn, đây là một vụ án đã xảy ra. Và câu chuyện này là câu chuyện có thật. Còn trong giấc mơ, bà đã mấy tháng trời mơ về con mình về báo mộng là đã chết oan. Và hiện nay thì cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang là vào cuộc, và gia đình cũng đang mong quật mộ lên để khám nghiệm tử thi lần thứ hai, mong vụ án minh bạch.
Đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào và hẹn gặp lại.